tìm ra năng lực tiềm ẩn của bạn bằng một bài kiểm tra đơn giản. Bên trong tất cả chúng ta đều có một sức mạnh tiềm tàng bí ẩn, nhưng có khi bạn đã sống cả đời mà chưa biết được sức mạnh của mình là gì. Thật may là bài kiểm tra này sẽ tiết lộ sự thật. Sau mỗi câu hỏi, bạn sẽ có 15 giây để chọn một câu trả lời. Bạn cũng sẽ biết câu trả lời đó mang lại cho bạn bao nhiêu điểm. Vì vậy, hãy lấy giấy bút và ghi lại điểm số nhé. Ở cuối bài kiểm tra, bạn sẽ phải cộng toàn bộ điểm số để tìm ra sức mạnh bí mật của mình là gì. Câu hỏi số 1. Bạn thích sự kết hợp màu nào nhất? A. Đỏ thẫm, cam và xanh dương nhạt. B. Màu ngọc lam, xanh lục đậm và đỏ. C. Xanh lá nhạt, xám và xanh lá mạ. D. Vàng, xanh lam và xanh cổ vịt. E. Nâu, xám nhạt và xám đậm. Điểm số. Nếu bạn chọn A, hãy cộng cho mình 30 điểm. Đối với B, đó sẽ là 20 điểm. Bạn nhận được 50 điểm cho C, 40 điểm cho D và 10 cho E. Câu hỏi số 2. Bạn chỉ có thể có một, bạn sẽ chọn gì? A. Cơ thể. B. Tâm trí. C. Linh hồn. D. Sự hòa hợp. E. Không gì cả. Điểm số. Đáp án A cho bạn 30 điểm, B có giá trị 40 điểm, C 10, D 20 và phương án E sẽ cho bạn số điểm tối đa là 50. Câu hỏi số 3. Yếu tố nào phù hợp nhất với bạn? A. Đất. B. Kim loại. C. Nước. D. Lửa. E. Gỗ. Điểm số. Những người yêu đất được 40 điểm vì chọn A. Còn với B, bạn sẽ được 50 điểm. Hãy cộng thêm 10 điểm nếu bạn chọn C, hoặc 30 nếu bạn chọn D. Đáp án E sẽ mang lại cho bạn 20 điểm với câu hỏi này. Câu hỏi số 4. Chọn một con vật mà bạn cảm thấy giống mình nhất. A. Cáo. B. Sói. C. Mèo. D. Hổ. E. Con vật khác. Điểm số. Nếu chọn A thì bạn đã có thêm 40 điểm. Đáp án B tương đương 10 điểm và C là 50 điểm. Nếu câu trả lời của bạn là D thì đó là 30 điểm nữa. Và nếu bạn không chắc chắn về vật tổ của mình và đã chọn E, hãy cộng thêm cho mình 20 điểm. Câu hỏi số 5. Bạn thường cảm thấy như thế nào trước một sự kiện quan trọng? A. Lo lắng. B. Tự tin. C. Vô dụng. D. Hy vọng. E. Chán nản. Điểm số. Hãy tự cộng cho mình 40 điểm với đáp án A hoặc 30 điểm nếu bạn chọn câu B.
Nếu bạn chọn C, đó là 10 điểm, D sẽ cho bạn 50 điểm và E có giá trị 20 điểm. Câu hỏi số 6. Nếu phải chọn một hoạt động bạn muốn làm thường xuyên hơn hiện tại, thì đó sẽ là hoạt động nào? A. Dành nhiều thời gian hơn cho việc học. B. Đi bộ nhiều hơn trong công viên. C. Ở ngôi nhà thoải mái của bạn nhiều hơn. D. Đi mua sắm và đi ăn ở ngoài. E. Hoạt động khác. Điểm số. Nếu bạn chỉ muốn học nhiều hơn, hãy cho mình 20 điểm khi chọn A. Với những người chọn B, các bạn được 30 điểm. Những người yêu nhà có thể thêm 10 điểm vào số điểm của mình khi chọn C. Còn D sẽ cho bạn thêm 40 điểm và E 50. Câu hỏi số 7. Phương án nào sau đây mô tả đúng nhất về bạn? A. Trưởng thành. B. Thông thái. C. Nhạy cảm. D. Hướng nội. E. Hướng ngoại. Điểm số. Sự trưởng thành với đáp án A sẽ cho bạn 10 điểm. Những người bạn có đầu óc đã chọn B sẽ được 30 điểm, đáp án C tương đương 20 điểm và D là 40. Với những người hướng ngoại chọn E, bạn được 50 điểm. Câu hỏi số 8. Chọn một địa điểm cho ngày cuối tuần tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn. A. Trên núi. B. Ở vùng nông thôn. C. Trong một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng. D. Bên bờ biển. E. Làm gì đó mạo hiểm như leo núi đá hoặc leo xuống vách núi. Điểm số. Hãy cộng 20 vào số điểm của bạn nếu bạn chọn A. B sẽ cho bạn 50 điểm và C có giá trị 40. Nếu bạn đã chọn D, đó là 10 điểm cho bạn. Đối với những người thích cảm giác phấn khích của đáp án E, bạn nhận được 30 điểm. Câu hỏi số 9. Bạn dựa vào giác quan nào nhiều nhất? A. Xúc giác. B. Vị giác. C. Khứu giác. D. Thính giác. E. Thị giác. Điểm số. Đối với đáp án A, bạn nhận được 20 điểm, B là 50 điểm, C có giá trị 10, D là 40 điểm và E cho bạn 30 điểm. Câu hỏi số 10. Bạn sẽ giải quyết vấn đề nào trước tiên? A. Tìm cách chữa khỏi bệnh ung thư. B. Chấm dứt nghèo đói. C. Ngăn chặn ô nhiễm không khí. D. Chấm dứt nạn ngược đãi động vật. E. Ngăn cháy rừng. Điểm số. Nếu bạn chọn A, bạn nhận được 40 điểm, B có giá trị 30 điểm. Nếu C có vẻ là câu trả lời đúng nhất, thì đó là 20 điểm. D sẽ cho bạn 10 điểm và E có giá trị 50. Câu hỏi số 11. Bạn thích mùa nào? A. Mùa hè. B. Mùa thu. C. Mùa xuân. D. Mùa đông. E. Tôi yêu tất cả các mùa.
Điểm số: nếu bạn là một người yêu mùa hè, bạn được 40 điểm khi chọn A. Đáp án B sẽ cho bạn 10 điểm và C sẽ cho bạn 50 điểm. Hãy cộng 30 vào điểm số nếu bạn chọn D. Và nếu bạn yêu tất cả và chọn E, bạn nhận được 20 điểm. Câu hỏi số 12. Bạn mô tả tính cách của mình như thế nào? A. Tôi thân thiện và luôn cố gắng giúp đỡ những người cần được giúp đỡ. B. Tôi cực kỳ hăng hái, tôi không thích ở một nơi quá lâu. C. Tôi là một người nhạy cảm, môi trường xung quanh ảnh hưởng rất nhiều đến tôi. D. Tôi thích một vấn đề đầy thử thách, tôi cảm thấy tuyệt vời khi giải quyết nó. E. Tôi giỏi phân tích mọi thứ và dự đoán kết quả. Điểm số: nếu bạn thích câu trả lời A nhất, hãy cộng 50 điểm vào số điểm của bạn. Chọn B sẽ cho bạn 30 điểm và C có giá trị 10 điểm. Bạn nhận được 20 điểm cho D và 40 điểm nếu chọn E. Giờ đã đến lúc cộng số điểm cuối cùng của bạn. Bạn luôn có thể tạm dừng video nếu cần thêm thời gian để tính toán. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy xem kết quả nhé! Nếu bạn đạt tổng số điểm từ 120 đến 190, sức mạnh tiềm ẩn của bạn nằm ở các giác quan cực kỳ nhạy bén. Bạn thích chú ý đến từng chi tiết và khó có gì vượt qua được con mắt tinh tường của bạn. Bạn có thể hơi nhút nhát và dè dặt, nhưng mặt khác, bạn cũng thích ở bên bạn bè. Chỉ cần đảm bảo rằng việc tập trung vào các chi tiết không ngăn bạn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh nhé. Nếu tổng số điểm của bạn rơi vào khoảng 200 đến 290, sức mạnh tiềm ẩn của bạn chính là trí thông minh. Và nghe này, bạn thông minh hơn bạn tưởng nhiều. Trí óc của bạn hoạt động khác mọi người. Bởi vậy, bạn thường có thể tìm ra những giải pháp độc đáo cho những vấn đề nan giải. Bạn tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới cực kỳ nhanh và có thể áp dụng chúng khi cần thiết. Đừng bao giờ để người khác khiến bạn nghi ngờ hoặc đắn đo về bản thân nhé. Đối với những người ghi được từ 300 đến 390 điểm, sức mạnh tiềm ẩn của bạn chính là tốc độ. Bạn hiếm khi đến muộn và thường đến cuộc họp sớm hơn mọi người. Bạn là người có tổ chức, làm việc hiệu quả và đúng giờ. Sức mạnh của bạn giúp bạn đi trước thời đại và hoàn thành được nhiều việc hơn mức hầu hết mọi người nói về bản thân họ. Có lẽ bạn có thể sống chậm lại một chút, thả lỏng và thư giãn chăng? Nếu đạt được 400 đến 490 điểm, bạn có một sức mạnh tâm linh tiềm ẩn khiến bạn trở nên độc đáo. Dù bạn không tin, nhưng bạn bè coi bạn là một thầy bói. Khả năng ngoại cảm giúp bạn dự đoán xem tình huống sẽ diễn ra như thế nào, hoặc đoán chính xác suy nghĩ của mọi người. Chỉ cần cẩn thận, đừng phân tích quá kỹ mọi thứ, nếu không bạn sẽ không thể tận hưởng thời điểm hiện tại được đâu. Với tổng điểm từ 500 đến 600, sức mạnh tiềm ẩn của bạn là khả năng đọc vị người khác như một cuốn sách. Bạn có thể dễ dàng biết được khi nào một người nói dối, khi nào người ta buồn, không hài lòng, hạnh phúc hay đang che giấu điều gì đó. Sự thấu hiểu về cảm xúc này khiến bạn trở thành một người bạn tuyệt vời vì bạn tạo ấn tượng rằng bạn thật sự hiểu được những gì mà một người đang trải qua. Tuy nhiên, bạn cũng rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc của chính mình. Điều đó lại không tốt lắm đâu.